Cái dùng tiếp mưa này đang bật cái đang cắt chia pro chạm đang tiệt cứ tất cả đam cắt tiệt này à, bạn chỗ trái môi toàn bán cắt chanh lâu nấu trái môi rồi cắt chanh toàn toàn ruột nước làm thông thông trái môi rồi lại cắt ở toàn khơi lâu bán cho năng và cái cắt năng và cái cắt lộp nó cắt cắt ba này nè cắt tạc kiệt với vinh mà đầu cái cắt lộp giờ lại đặt loạn mình nó đặt loạn cái chỗ chân nàng này nè em xong